Chào các bạn nhé, sau đây mình xin đi một vòng chỗ khúc quảng trường 2 tháng 4 xung quanh tháp Trầm Hương và khúc bờ biển để các bạn xem nhé. Các bạn xem một vòng xung quanh khu vực này nhé. Xung quanh khu vực này hiện tại sắp sửa diễn ra ca nhạc và nhiều chương trình đặc sắc tại chào mừng 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bây giờ mình cùng qua đường nhé. Hello. 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 Hiện tại phía tay phải của chúng ta là sân khấu chính của quảng trường 2 tháng 4 nhá. Thì các bạn xa xa các bạn có thể nhìn thấy là một số nhóm các bạn đang tập duyệt cho chương trình ca nhạc nhá. Rất đông là thanh niên là đang múa. Ồ nhiều, số lượng khá lớn á. Bên tay trái chúng ta là tháp Trầm Hương nhá. Buổi chiều thì có khá nhiều bạn trẻ là qua đây chụp hình check in cái địa điểm này. Buổi chiều các bạn qua đây thả rìa cũng là một thú vui tao nhã nhá, khi đi đến với biển nhá. Đây. Mọi công tác đang được triển khai gấp rút nhá. Hôm nay là 28 rồi. Hôm nay là 28 tháng 4 rồi. Và đây là sân khấu chính của chúng ta nhé. Âm thanh ánh sáng là có vẻ rất hoành tráng. Và rồi mình sẽ đi xuống biển cho các bạn được tận mắt thấy biển nhá. Thấy biển vào ngày lễ xem như thế nào nhá. Chắc chắn là cam đoan là biển sẽ rất đông. Ngày thường nó đông và ngày lễ là càng đông hơn. Chương trình ca mối nhạc chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019. Ủa này tối nay anh? Tối nay ca nhạc hả? Tại tối nay luôn nha, 28 tháng 4 nha các bạn nha. Còn vài tiếng nữa thôi. Mấy giờ anh biết không? 7 rưỡi hả? 7 rưỡi tối nay. Cảm ơn anh. Rồi vào đây chúng ta đã tới bãi biển của chúng ta.
Many many people luôn. Cái gì đây? Lâu đài cát à? Anh quay nhỉ?
nước cho đấy. Dùng nước, ngồi ra cứu đây.